Lại lắp đầu bình vào con ơi. Lại tiếp tục các bác ạ. Đấy. Tí nữa em cho, tí cho kẹp bình. Rồi, tí cho kẹp bình. Lại tiếp tục các bác ạ. Hôm nay là mùng 3, các bác không cứ ngày. Đấy. Bàn giao cho bác ở đâu nhỉ? Vâng. Xin chào bác đây. Xin chào bác nhá. À, xin chào các bác. À, bác ở đâu nhỉ? Trường Giang Mai Sơn, Sơn La. Trường Ban à? Trường Giang. Trường Giang. Trường Giang Mai Sơn. Trường Giang Mai Sơn, Sơn La. Sơn La. Đấy, đây bác chọn em 225 rùa cơ trợ lực lái. Kéo hạ thấp phay xuống, chỉ móc cái đầu này vào là xong. Hạ móc rồi. Hạ hết xuống đấy. Móc đặc mũi cái này vào là xong luôn. Hơi dê vào. Phải anh biểu ấy, anh đi xuống đây. Đấy. Lùi vào đi. Cái này là dàn này là lắp nhanh đấy. Tháo lắp nhanh. Ngã vào đây, cứ ngã vào là được. Ok. Hạ phay cho tí nữa con. Thôi thế là được rồi, hạ ben hết xuống đấy. Lùi vào cứ ngoáy làm gì nữa. Đấy, được rồi, kéo mà phay lên. Đấy. Từ từ để anh ấy ra đã. Cứ để nguyên đây, nó sẽ lắp, nó sẽ hơi xay xay cái cắt đăng này thì mới vào được. Cho sâu cái này vào. Ồ, cứ móc mỗi cái đấy vào thôi, hạ phay xuống. Đấy, được rồi. Nó chưa vào, nó sập cái này vào sâu xuống thì mới được. Đấy. Trường Giang Mai Sơn, Sơn La. Trường Giang Mai Sơn, Sơn La. Trường Giang Mai Sơn, Sơn La. Đấy, Trường Giang Mai Sơn, Sơn La. Mùng 3 hỗ trợ một con. Bác không cứ ngày. Trên đấy là các bác là những cái ngày này là các bác rất thích. Đẹp ngày của các bác. Ngày đầu tháng. Đầu tháng, đẹp ngày. Không. Nhấc cái đít lên. Hơi hơi phay lên tí đi con, hơi kéo phay lên tí. Ô kìa. Sao này lạch tết đây, nó phải vào bên này. Cái này nó phải vào rồi. Thôi kéo phay lên. Tháo lắp nhanh mà lại không lắp được thì còn thôi chứ. Thôi lên. Được rồi đấy. Tự vào rồi, tự nó vào. Khóa cái tay vào là xong, được rồi. Quay đi. Hả? Xuống thấp hạ hết rồi gì? Thế thì con hạ xuống lớp dưới đi. Rồi, rồi, ok. Hãm lại đây. Hãm cái này lại, căng vào. Ngon nghẻ. Máy rất đẹp, rất xuất sắc nha các bác nhá. 225 rùa cơ trợ lực lái. Trường Giang Mai Sơn, Sơn La. Để cho bác thêm một đôi lốp trước. Xe đã sẵn sàng. Rất đẹp, rất xuất sắc. Quá đẹp, quá xuất sắc. Khu vượt ở đây đâu hả? Đấy, cầm ra cho bác, cho túi bóng. Buộc vào, nó nhớt nó ra. Thôi được rồi, giờ đẹp vào đây. Ông anh ơi, ông anh ngồi lên chạy thử vài đường cơ bản đi. Đấy, em hướng dẫn cho. Không, anh ngồi lên để hướng dẫn cho anh chạy. Đứng bên cạnh hướng dẫn cho, ngồi lên. Cho nó ấy. Đấy, được rồi, bên lên rồi. Đâu, được rồi. Đó, con vào tầng chậm cho chú chạy. Được rồi. Đó. Dăm côn. Dăm côn kia vào. Rất đẹp, rất xuất sắc các bạn. Và rất còn rất chi là nhiều nha các bạn nha. Bốn số. 1, 2, 3, 4. Đây nhá, anh này, 4 này, 3 này, 1 này, 2 này, nó ghi cả số trên này rồi. Toàn bộ vào số nào phải dẫm côn cái số đấy nha. Được rồi, anh nhả côn là đi đấy. Lái nhẹ lắm. Cứ nhả từ từ thôi. Còn đi trên đường thì khóa cái này vào tầng, còn đang tầng nhá. Đi trên đường khóa cái này vào nhá. Được rồi, đấy. Tập lái cho quen đi. Lái rất đẹp, rất xuất sắc. Lái còn nhẹ hơn ô tô đấy. Nhẹ hơn ô tô đấy.
rất đẹp, rất xuất sắc luôn. Rất đẹp, rất chi là nhiều mái các bác nhá. Cẩn chậm thôi. Đó. Cẩn chậm thôi. Kéo lại vỡ cái nhựa ấy ra đấy. Và thật chậm. Đây đang thử test thử cầu trước cho bác. Quay chưa? Đấy, còn mềm mà. Hả? Mềm mà. Không ăn được nó bên nào nó không có. Test cầu trước cho bác đàng hoàng. Máy rất chi là ngon, ok. Đấy. Có gốc cây là chuyên thử cầu trước. Cái này nó chỉ quay một bên thôi, chứ nó không phải quay hai bên. Vào gấp thì nó mới cua hai bên, anh hiểu không? Thử cho anh ngon lành hết. Kìa, cường người kìa, cẩn thận kìa. Ông này ông đi, ông cứ một tay ông điện thoại đâm mà chết giả đấy. Rất đẹp, rất xuất sắc các bạn. Xinh nhan nhiếc, đèn xinh nhan đầy đủ. Kiểm tra cả củ phát tiếp cho anh ngon nghẻ hết. Lốp sau là cho thêm một đôi. Mái che cũng là cho anh và anh làm đỡ mưa đó. Rất đẹp, rất xuất sắc. Rất đẹp, rất xuất sắc luôn. Lên xe. Có thấp không? Có thấp không? Lên đi. Lái nhẹ còn hơn ô tô ấy. Đã nghe các ông ở trên đấy, tay chân to này, không cần phải trợ lực đâu. Mày có sức rồi nha. Và có sức rồi, không cần trợ lực. Đấy, hai cầu phát lên ngay. Đã lên. Xe. Máy che, cẩn thận. Có vướng không? À, không vướng rồi. Quá đẹp, quá xuất sắc. Vẫn cứ tiếp tục cậu anh nhá. Đây, vừa nói đi con. Bàn giao con. Bàn giao chim. Đây, bàn giao cho mấy ông anh ở La Rì Bắc Cạn. Em 22 20. Đấy, ngon nghẻ hết rồi đấy. Tí nữa tôi cho thêm một cái tăng cơ nữa. Chú ạ. Chú ở đâu nhỉ? Để tôi quay lên cho chú tí nhỉ. Chú ở khu nào? La Rì Bắc Cạn. La Rì Bắc Cạn. Đấy, bác rất xa xôi rồi, bác xem kênh rất nhiều. Làm dâu La Rì. Làm dâu La Rì. Bác xuống và ủng hộ em 20 hai cầu. Ông anh tí cầm vào đây em xử lý cái củ đà cho xem. Dạ. Vâng, tí cho bộ lưỡi. Ốc phay. Rồi, ok bác. Phớt 3558 và 5285 80 100. Đấy, rất nhiều các bạn. Rất chi là nhiều máy móc các thứ cho các bác tha hồ lựa chọn. Những em ưng ý nhất. Máy đẹp. Lốp lap cũng là rất chi là đẹp. Đấy. Lấy cho bác một bộ dao nữa. Về bác sơ cua. Đẹp. Lốp lap. Rất mới. Ông anh cầm củ đà đây em xem cho thế nào. Rồi lên xe đấy. Nhả phanh nha, đang khóa phanh. Đâu anh Khanh nào, lên đi. Rất chi là đẹp, xuất sắc. La Rì Bắc Cạn nhá. Bác tận La Rì Bắc Cạn bác nên ủng hộ. Cái máy rất đẹp, rất xuất sắc luôn. Chạy 1200 giả thôi. Ông ơi, ông biểu ơi, ông nghịch vừa thôi, ông biểu ơi. Ông này ông chịu khó nghịch lắm ấy, nghịch coi người đi. Còn cái ông thứ hai thì mới là danh cơ, ông thứ hai hôm nay đi ấy rồi chú ạ. 2-3 năm nữa là vâng. Chứ ông kia ông ấy làm. Ông này làm cho hết rồi. Không, ông thứ hai anh chưa gặp thằng thứ hai nhà em đâu. Thằng đấy lái máy, sửa máy được hết. Lớn hơn thằng này tí thôi. Rất đẹp, rất xuất sắc. Rất mới, rất xuất sắc nha. Lên đây, thẳng đây. Thẳng lên. Thẳng thôi. Lên. À, hôm nay lại tiếp tục bàn giao cho bác ở đâu nhỉ? Yên Định Thanh Hóa. Yên Định Thanh Hóa.
đúng không? Đấy bác cũng xem kênh rất nhiều, hôm nay bác ra bác ủng hộ, bác chọn cái máy rất chi là đẹp. Đấy bác vừa lấy là nắp nước là bác phải cho cái đầu này xuống dưới, đầu to này là xuống dưới, cái đầu to này lên trên là không đút được đâu nhá. Đấy, nắp vào xong là bác cặp cái này vào, thỉnh thoảng bác vệ sinh nó đi. Còn đây là cái dây hơi trùng, ông Hưởng căng lên cho bác đây tí. Đây là dây cua noa nhá. Đấy. Còn đây là bình nước phụ bác ạ. À đấy, đồ đã nhặt rồi đấy. Thôi bố cứ để đây tí bố kiểm tra lại. Đấy, anh thợ này hôm nay này. Anh đâu anh đi lấy ấy là anh đi bật ra cái cục nào. Cục nào? Cái cục hơi à. À. Đây được rồi, để tí bố kiểm tra lại. Bình nước này là bác đổ bình nước phụ. Là xong nó hút lên bình chính nhá. Chứ không phải mở bình chính đâu. Còn nhớt thì bác đổ vào đây này. Kéo đây ra nè. Đổ đây. Và thăm nhớt đây. Chứ không phải là đổ nhớt vào cái lỗ thăm này đến bao giờ đấy. Nó lên cái vạch trên này là ok. Đấy. Nhớt. Này, còn củ đề đây. Củ phát đây. Đấy. Còn điện đó mà về nhà bác ngày mùa hè mà bác muốn nắp cái quạt kia thì nó ở dây này này. Đây này, nó có cái đầu dây sẵn đây này. Đây này. Đấy, nó chế một cái đèn đằng sau ra cho anh này. Còn một rắc kia thì anh muốn cắm mát vào là đây là mát rồi. Đấy. Rồi, thế thôi. À. À. Có sáng không? Sáng. Ủa đấy, vẫn zin của nó này, sáng quắc. Đây này đang có điện rồi. Có điện rồi đấy, vẫn nguyên bản của nó mà. Đấy. Nguyên bản luôn. Ồ, cho bác. Còn cái này này, bác về bác muốn xuống nhanh xuống chậm là ở cái nút này nhá. Đấy, để cho vệ sinh cho. Xuống nhanh xuống chậm, còn cài cầu nữa đây này. Hất vào trên này là cài cầu, hất ra là nhả nhá. Đấy. Còn nếu mà lầy lội không ai lôi thì bác giẵng cái gài vi sai kia cho cháu. À, tự nó sẽ bới lên nhá. Thế thôi, còn núm ra bên này này, đi ra đây là những cái này là rất quan trọng này bác này. À, đây bác mở cái cánh này ra nhá. Đây là bác chọn con máy là rất chi là mới, vẫn còn nguyên đất cát bẩn từ bên Nhật. Đấy. Cái này này, một là nhiều ông là điện cho cháu là cái củ phát nó không hoạt động thì là các bác kiểm tra chỗ này cho cháu này. Chỗ này là nó sẽ có một cái dây trắng. Là dây trắng này nó rất hay bị oxy hóa. Oxy hóa thì bác phải kiểm tra. Nếu mà bác rút ra được thì bác đấu từ bên này sang bên kia không qua cái rắc này nữa. Đấy, là nó rất hay bị ở cái đấy. Nhiều trường hợp. Cái trường hợp thứ hai là nó hay bị tắc cái dầu này. Đấy, bác thấy về nhà cháu thì rất chi là nhiều việc, cháu không có thời gian cháu xúc được. Thì bác về bác đổ một vài lít, bác cứ đổ ra vào, đổ ra vào, lấy hơi bác thổi cho sạch. Mà lúc nào mà không may mà nó tắc thì bác nhìn cái này mà không có dầu ấy thì bác đục vào đây hoặc tháo cái này ra là xem cái đường dầu từ bình xuống để mình không ngược lên cho nó sạch sẽ nhé. Xong thì nó lên đến đây, dầu nó chảy ra đến đây thì bắt đầu nó lại chảy tiếp lên đến đây, lên chỗ này này. Xong xả e đây này. Đấy. Còn con này kẹp trì vẫn zin, vẫn dài, chưa tăng. Thì lúc nào mà bác muốn máy yếu thì bác cắt cái này, bác ga lên 1-2 gen là nó sẽ ga cao. Mấy hai là rất nhiều trường hợp và nhiều ông là chạy mà để cái là nó lủng nẻng, mình ga là nó không tới ga đấy, là nó đuối, cứ bảo máy của mình yếu. Nó không phải là do máy của mình yếu đâu, mà nó hai con ốc này này rất quan trọng, nhiều con này đấy là nó lỏng là nó sẽ không, mình ga lên thì nó không tới được cái điểm trên này, nó chỉ đến nừng nừng này là ga của mình nó rất đuối máy. Chưa hết cỡ. Đúng rồi đấy, chưa hết cỡ, nhiều điểm là nó ở cái đấy. Mấy hai cái này thì bác phải vệ sinh cho cháu cho nó trơn tru đi. Thì là mình lái nó rất chi là nhẹ. Đấy. Bảo Dũng bỏ cái vai với cái búa ra để cho nó. Đấy, con cầm cái vai vào trong nhà. Đấy. Đây nhá, còn bác đi ở trên đường thì bác phải khóa cái này vào. Đây là đang khóa phanh này. Lúc nào bác muốn nhả phanh bác giẫm vào đây. Giẫm mạnh phát là nó nhả. Nhá. Còn phanh cho nó nặng ha. Đâu? Đấy là khóa phanh. Còn bây giờ bác muốn đi ruộng thì bác muốn nhả phanh thì bác phải bỏ cái này ra. Bác cua bên kia thì bác dẫm vào cua bên nào bác dẫm vào phanh bên đấy. Vì bây giờ cái con này là nó chưa tăng phanh đây, bác nhìn này. Cái răng phanh này này. Nếu mà bác chạy 3, 4, 5 về sau mà phanh này nó sâu quá, nó sâu đến tận đây này, thì bác lại phải lấy hai con ốc đầu này ra, bác lấy dài cái thanh này ra để cho nó cao lên đây, mình dẫm nó đỡ phải nhòi người bác nhá. Đấy, thế thôi. Còn dầu số, dầu cầu là cháu đổ đầy đủ. Con này là bên Nhật nó chạy ít, nó chưa cả chả trùng tí phanh nào đâu bác nhá. Đấy. Còn dầu thì bác đổ vào đây chứ đừng đổ xăng nhá. Nhiều ông đổ xăng rồi. Vì cái này nó đổ được hai chỗ. Một chỗ này là một này. Đấy là nhớt thủy lực ấy. Và đằng sau đấy là hai thứ.
Còn cái này là nó có cái này là cháu đã hãm hiếc rồi bác nhá. Bác muốn lên cao thì bác cho lên cái lớp này cho cháu này, cho lên cái lớp trên này này, hai con là cho lên lớp này này, đây này, hoặc ra lớp ngoài này để mình lên cao nó qua bờ nhá. Mà lõm lên cao vừa đấy, cao quá nó hại các đăng lắm chú ạ, nó sẽ gập các đăng đấy. Rất ok hết rồi, ngon nghẻ rồi. Bác có lổ thử vào số má đi. Được rồi, đây tí cho thử cầu kia cho nhá. Đây bây giờ thử cầu kia cho bác đàng hoàng nhá. Đây lắp này vào, bác lắp hết cái này vào cho cháu. Thằng kia nó đang thủi lọc, thằng ấy kia nó đang thủi lọc. Cái thằng bé nó chùi sạch. Đấy, thằng đấy nó làm cẩn thận lắm ấy. Đấy. Còn đây là dầu số cho đổ cho bác đầy đủ đây rồi nhá. Này bác nhìn thấy chưa? Lên vạch trên rồi. Còn nếu mà cái dầu này mà về sau mà bác muốn thay làm gì là đừng thay nhá bác nhá. Vì không may mà nó bùn nó vào cái giò phớt đùi này, nó chỉ rỉ một ít là các bác chạy là không biết. Nhưng mà đến cái lúc mình chạy dưới ruộng ướt ấy là nó sẽ cuốn bùn bẩn vào. Thì lúc đấy là nhớt mình mà nó cuốn vào nó bẩn thì nó sẽ phát hiện lên đầu tiên là ở cái này này bác này. Nào nó sẽ rung tít cái này lên này. Nó sẽ rung tít cái đường ống con này lên. Đấy, nó sẽ rung đường này lên, xong bắt đầu nó rung quá thể nó sẽ kêu như con ve đấy, ve đấy. Nào nó bẩn cái lọc này đấy nhá. Nó lọc thủy lực. Đấy, nên bác phải để ý. Còn cái dầu số này thì tuyệt đối không phải thay đâu. Thỉnh thoảng mà bác thêm. Mùa hè thì là bác cho nó rời lắng mà nó có thời gian thì bác tháo ra bác phơi. Trong bác lại đổ vào nhá. Còn không thì bác châm thêm cái nhớt động cơ vào là được nhá. Chứ không phải đứa thay hết đâu. Đây là số này là rất quan trọng. Đây là cái này là ben lên này. 1 2 3 4 5 6 7 8 ben lên. Còn cái kia là cái tầng là rất quan trọng. Tầng bác chạy chưa quen thì bác đi tầng trọng thôi nhá. Đấy. Để cho là trọng nào. Đấy. Không. Giật về đằng sau là nhanh đấy. Đấy đấy. Đấy thế thôi. Bây giờ bảo thử cầu trước cho bác ơi. Tí gửi Zalo cho anh nhá. Gửi Zalo bao nhiêu tối anh bán tiền nhá. Đấy khóa phanh. Đây này muốn này, khóa phanh này anh này. Kẹp đây vào. Dẫm xuống không rút cái này lên là khóa phanh. Đấy. Ấy, anh thợ này, anh thợ này. Khóa phanh vào để mình đỗ máy ở đồi núi dốc ấy thì mình phải khóa hai bánh vào. Chứ không phải là ấy. Cái số giữa đó. Giữa kia là số phay. Còn đây là sinh nha. Đây số phay này. 1 2 3 4 có hết. Cái cầu kia hất lên là cái. Bây cháu thử cầu trước cho bác nhá. Đấy, kéo biết. Đấy, lên chưa? Ok rồi. Và tầng chậm rồi, được rồi. Đây lao kia này. Thôi được rồi. Kéo lao vào bàn đá của bố nhá. Ấy, anh. Chậm thôi. Thôi, chậm rồi. Kìa, kéo vỡ nhựa ra. Hơi lạnh rồi, lùi lại đi. Thôi, lùi lại đi. Lao vào giữa vào. Vào tầng chậm thôi. Vào tầng chậm. Đúng rồi, lùi đi. Đúng rồi, lùi ra. Kéo ben lên tí. Nó lao hỗ này này, nó coi phải đánh vuông ra góc kia. Đúng rồi, giả lại. Tiến thẳng vào. Nhằm thẳng cây. Vào đi. Sang bên này. Sang này. Lửa sang. Rồi. Rồi đúng rồi. Cài cầu vào cho bác. Cài cầu trước. Dám vào. Dám xuống. Đúng rồi. À. Kia bới chưa cho bác nhá. Anh nhìn chưa. Đây này. Đây này bác ra đây nhìn này. Đây. Đây bác ơi. Đấy. Thôi được rồi, ok. Nó chỉ bới một bên thôi bác ạ.
chứ nó không bới hai bên đâu. Đấy con lùi ra kia để lùi ra góc ra kia để tháo dàn phay cho lên ô tô. Lùi hẳn ra gốc cây kia để tháo dàn phay ra. Bác có chạy thử tí đi chạy. Cháu hướng dẫn số má thôi. Nãy dễ mà. Lùi vào giáp gì ở đây? Đấy. Gì ấy? Buộc thằng kiếm vào đây. Anh bảo là anh máy lên xe đi, anh cứ nghịch ở đấy làm gì? Anh biểu này. Cứ nghịch rồi hết dầu bây giờ thì còn... Nái xịn rồi còn tập cái gì nữa. Thôi việc đánh máy lên xe cho bác nào. Đó, từ từ ăn qua. Anh này anh đi nghịch lắm. Tiến lên một tí đi. Tiến lên đây. Ấy. Được rồi. À con này vẫn tắt chìa khóa. Xịn đấy. Vẫn xịt xò đấy. Lái được không? Lái được, cơ không cho nó lái. Thôi đâu con đi xuống đi. Lái lên là nhiều người người ta ấy. Rất ngon, rất xịt xò. Ra số phay nhá. Ra chưa? Lửa cắt đăng vẫn dính ở đấy đấy. Được rồi, lên xe. Rồi, đẹp rồi đấy. Ui dồi ơi, anh này ơi. Anh anh cứ chi ngực đây. Đấy, anh ơi, lên xe đây. Rất xuất sắc. Máy này về nha các bác nhá, về rất chi là nhiều ấy, toàn hàng to rồi. Sáng này chơi, con Hương. Cài cầu phát lên ngay. À, lên xe. Tục lại hàng về nha các bác nhá. Vẫn hàng đi hàng về là 325. Số cơ, bên cơ. Xuất sắc. Các bác ạ, con này bên cơ. Bên cơ. Bên cơ đàng hoàng. Trợ lực lái. Bên cơ. Đang là quan tâm thì alo cho em. Máy rất chi là mới và xuất sắc các bạn. Cơ hết toàn phần, cơ hết toàn tập. Không có điện đóm gì cả. Zin gì gì. Đúng. Đấy, quá đẹp, quá xanh các bạn. Xuất sắc. Lại còn xuất sắc nữa cơ. Bên cơ nữa cơ. Còn bên cơ nữa cơ. Ui đèn vẫn còn đẹp đây. Đèn rất chi là đẹp, hiếm có khó tìm. Đúng không? Mái che. Mái che. Mái che. Chân ốc rất đẹp. Đây đặt lên đây. Đang bày đội thợ đang giáp các bác nhá. Đấy, đây đây, máy cũng rất mới. Cẩn thận ốc sắt. Quay đầu. Đấy, đang nắp. Ốc ngoan nắp hết chưa? Đầy đủ vào. Đấy lấy ốc đấy ra. Xong rồi đặt vào là xiên ốc vào là xong. Và tiếp theo đây là một em 295. Em này thì lại cũng lại là xuất sắc. Xuất sắc không? Số 3. Hàng số 3. Đấy, rất mới, rất xuất sắc luôn. Máy móc chưa rửa ráy. Em là số 2 thì không ai là số 1, đúng không? Quá mới. Máy lốc niếc xanh gì. Ui trời thơ ông ơi. Và em tiếp theo lại là em 24. Hai cọc, trợ lực lái. Xuất sắc. Vẫn cứ lại là xuất sắc các bác nhìn này. Từ cái bước chân đây rất là đẹp. Còn đây là bụi bẩn nhá. Niềm kia. Tại quan là được, ok. Niềm, mở máy ra thế nào. Ui. Ui. Quá xuất sắc. Xuất sắc. Mộc nguyên. Đúng không? Được rồi. À đấy, ui, xanh, xanh đen. Đúng không? Nâu đi xanh lắm. Trợ lực lái nha các bác nhá. Trợ lực lái. Vừa về xong. À, vẫn mốc miếc nguyên. Bụi bẩn vẫn còn nguyên. Rất chi là xuất sắc. Và đây là 11 dàn phay liền. Toàn dàn xích gì à? Rất xuất sắc. Dao đây. Dao tây đàng hoàng nhá. Toàn dao cũng là khá đẹp luôn. Đấy, các nào quan tâm thì cứ alo cho em ủng hộ.
ủng hộ nhà cháu. Đúng rồi. Và tiếp theo đây, một siêu phẩm. Đây là một siêu phẩm các bác ạ. Siêu phẩm. Này là siêu phẩm con đất cát này các bác nhìn nhá. Con nguyên đất cát này. Cẩn thận đấy, lốp nó đè vào người là mà đây, ốc vẫn trắng này các bác ạ. Siêu phẩm này sẽ từ từ sẽ xuất hiện các bác ạ. Rất đẹp. Đây là em 455. Số cơ bên cơ. Chợ Lục Lá. Cứ hàng đi lại hàng và niên tục tục. 455 các bác nhìn này, từ cái tem của nó rất chi là mới luôn. Ôi. Về ok, ui giời cháu ơi. Ui giời ơi. Sắt hết bây giờ, hơi bẹp đây rồi. Để lựa thôi. Tì vào con kia, lăn lăn ra quả lốp kia đi. Hay lăn vào cái ấy kia để chú quay cái này này. Cá đăng này, bát biểu ơi. Ui giời. Con này đồ đạc nhiều lắm, tạ tiếc chưa lắp. Con này chạy máy to mà chạy có 1.140 giờ. Ui giời. Quá xuất sắc. Con mở cánh ra xem nào. Xem em này nó là số 2 này, là số 1 nè. Ui giời. Ui giời, máy đúng nè. Quá xuất sắc. Khỏi chê. Số cơ đàng hoàng nha các bác nhá. À chê quá. Đúng rồi, số cơ. Wow, bơm kim này các bác nhìn này. Chưa có một tí sắt san nào luôn. Đấy, quá xuất sắc luôn. Quá đẹp. Ui. Con này nó này. Có cái kiểu bơm kiểu gì mà ác thế nhỉ. Số cơ nha các bác nhá. Quá xuất sắc luôn. Con này lỗ thì quá khét. Lốp đây các bác nhìn này. Từ dàn lốp sau cũng rất chi là đẹp. Dùng dầu riêng các bác nhá. Đấy. Còn mấy em kia nữa cơ. Này đội phay. À đây này em này là em gì đây? 28. Vẫn lại tiếp tục này em 28 các bác ạ. Và liên tục không ngừng nghỉ. Bô chưa lắp. Bô biết chưa lắp. Vận chuyển công hơi bẹp. Bơm kim cũng rất chi là đẹp. Cái ghế thì bục mất rồi. Cái ghế này tôi cho bảo cái vỏ này một cân sắt vụn. Ôi, ngài đít trông nào, các bác nhìn ngài đít này. Cũng là xuất sắc. Quá xuất sắc luôn. Bác nào quan tâm thì alo. 455 này, đất cát vẫn còn nguyên, phong trần bụi bẩn vẫn còn nguyên luôn. Rùa cơ đàng hoàng nhá. Rùa cơ. Lốp sau. Lốp sau. Quá đẹp. Đây này, em này là em 325 này, em này là rùa cơ trợ lực lái các bác nhá. Mái che này. Ui, các bác nhìn này, mái che. Em này là tốc độ 30 nhá, chạy nhanh gấp đôi 28, 33 nhá. Chạy cực kỳ nhanh luôn. Tạ tiếc đầu vẫn còn nguyên. Rất đẹp. Rất chi là xịt xò luôn. Rất xịt xò. Rất ngon. Đấy. À. Kìa yeah, lốp kìa, giả lốp, à lốp 325, đây 295 này. Lốp 325 đây này các bạn này. Rất mới luôn nha. Rất chi là mới. Thôi, em lại tạo dừng đây để em còn ráp tí máy móc à nha các bạn nhá. Các bạn nào quan tâm thì liên hệ cho em, cho số điện thoại em. Đây, ủng hộ của các bạn. Đấy, các bạn ủng hộ bố con nhá. Thôi con này con đứng xa xa, cái lốp nó đè vào là mày nát bét. Anh thợ đây rồi. Đấy. Xin chào các bác xem kênh và đăng ký kênh giúp bố con em. Xin chân thành cảm ơn các bác. Đấy, lại tiếp tục các bác. Mặc dù tối tiếc nhưng mà rất cảm ơn mấy anh em ở trên. Ông anh ở đâu nhỉ? Sơn La. Sơn La đấy. Khu nào anh? Mai Sơn. Mai Sơn Sơn La. Anh xuống anh ủng hộ mặc dù tối đến nhưng mà cửa hàng rất chi là cảm ơn các anh. Được phục vụ các anh là vinh hạnh của cửa hàng. Em giáp riết cho anh máy móc rất đẹp. Đấy. Cắt nhá bên này tí nhá. Cái này co lên. Gen mà. Có gen đầy đủ. Đấy. Mai Sơn Sơn A. Trên đây là đang vào vụ rồi. Từ cuối tháng đến giờ bán rất nhiều. Ô đâu, lùi lại đánh sang bên này tí. Cứ thẳng là được ấy. Thẳng xe đi. Đấy. Đằng sang đây tí, sang bên này tí. Ô đây. Rồi, đội này chạy máy rất chuyên nghiệp. Được rồi. Ra đây, đánh
Dặm chết bên kia, dặm chết bên đấy là được. Dặm chết bên phải. Dặm chết bánh bên phải. Không được rồi. À, mấy anh lùi đi, lùi cho chắc ăn. Ờ, được rồi. Vần con này lùi lại, vần con này lùi lại tí là được. Được rồi. Ra số lùi này lùi lại tí. Lùi lại tí. Được rồi. Đây đây, lùi lại đây này. Rồi. Mặc dù tối đến nhưng được phục vụ các anh là rất chi là vinh hạnh của cửa hàng. Đấy. Máy rất đẹp, rất xuất sắc. Rồi, lên xe. Đang bắt đầu là anh mấy anh là đánh máy lên xe. Không chắc ra. Rồi, thằng lái là ra luôn. Rồi, thằng lái. Từ em cho con ốc vào đây. Nó con ốc vào đây. Rất đẹp, rất xuất sắc. Rồi, lên đi. Ok. Ngoặt đầu ra. Ôi, con xe ra đây. Xe ra đây. Này em vào. Này em vào. Người ra đây nghe về tăng cửa. Xe. Cẩn thận xe. Cộ mấy anh chạy rất an. Mai sư sư nào. Ấy. Mấy anh. Xe vào nhá. Ờ, thử cầu lao vào đây. Thích. Có thử cầu cái gì? Thử cầu đấy em lao vào gốc cây này. Còn không thì lên xe. À ừ, chạy đi. Mấy anh chạy rất ra. Dao cũng đẹp. Về nhà để ý là cái bên lên đấy nhá. Đâu rồi, ông chủ đâu rồi? Chú chạy đâu rồi? Chú máy đâu? Yeah. Ô. Đấy. Lên, đã lên xe. Sắc các bạn. Đã lên xe, nhanh gọn. Hợp lý. Vẫn còn rất chi là nhiều máy các bác nhá. Và không ngừng nghỉ. Cho các bác không ngừng nghỉ luôn. Ngày nào cũng vậy. Đi đây bảo lại. Về nhà là cái kéo ben này phải để ý nhá, không thì lên cao quá là nó vỡ cái lốc đít là mệt lắm nhá. Vâng. Cái ốc này này. Vâng. Anh hiểu chưa? Vâng. Ừ. Đấy. Đấy. Giờ cái này là nó cái đấy là nó có hãm rồi, những con mà nó không có cái ốc hãm ở đằng sau kia đây này. Là anh cứ kéo cái tay lên mà nó cao quá nó tụt cái này lại mà nó lên kịch đây là vỡ đít rồi đấy. Vâng. Còn điện đóm nghiêng ngả kia này em cắt hết cho rồi. Vâng. Đèn đóm đầy đủ. Phớt phiếc lọc nhớt lọc dầu cho một bộ sơ cua nhá. Yeah. Rất đẹp. Đợt này mà tầm này lên Sơn La là sương mù lắm ấy, sương mù đường trơn trượt ấy. Đấy, xe chuyên nghiệp cầu kiếp đầy đủ, hiểu không? Thích về nhà là xuống tận cửa nhà thôi à, lái xe lái xuống các thứ cho ngon nghẻ, không phải suy nghĩ gì cả nhá. Yeah. Đấy, về cho cả bạn xem. Trên đấy đang bắt đầu vào vụ. Rửa tay đây này, ông ai ơi. Em nhận với con ta. Ừ, đấy. Rất xuất sắc. Mặc dù tối nhưng mà các bác cũng ở xa xôi xuống ủng hộ. Sơn La đang vào vụ.